cho Chúa. Và rõ ràng phép lạ sẽ diễn ra trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta đi tìm phép lạ theo sự tò mò của chúng ta sẽ không gặp. Nhưng nếu chúng ta tìm phép lạ trong tình thương của Chúa, bằng cách biến đổi trái tim của chúng ta, biến đổi cuộc đời của chúng ta, thì chắc chắn phép lạ sẽ xảy ra. Thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay tôi mời gọi anh chị em dừng lại hai điểm. Điểm thứ nhất, xin Chúa cho chúng ta có một trái tim của Chúa. Ở bài đọc 1, cộng đoàn nghe rất rõ trong sách Đề Nghị Luật. Khi ấy, ông Mô-sê nói với dân Israel rằng: giờ đây hỡi Israel, nào Đức Chúa Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ Đức Chúa Thiên Chúa của anh em, đi ra mọi đường lối của người, yêu mến phùng thờ người hết lòng hết dạ, giữ các mệnh lệnh của Đức Chúa và thánh nghị của người mà tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được hạnh phúc. Tức là Thiên Chúa, Đức Chúa thì muốn chúng ta một điều thôi, là yêu mến Ngài. Mà rằng khi chúng ta yêu mến Ngài hết lòng hết sức, hết tâm hồn của chúng ta, thì sẽ rõ ràng rằng cuộc đời của chúng ta, trái tim của chúng ta nên dẫn cái tên Chúa. Khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được bình an, cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc đời của chúng ta. Mà khi chúng ta yêu mến Chúa hết lòng thì chắc chắn chúng ta thực hiện được điều thứ hai, là yêu mến anh em cũng hết lòng như thế. Thưa cộng đoàn, ở điểm thứ nhất, yêu mến Chúa, nên chúng ta phải thường đo yêu mến Chúa bằng cách là đọc Kinh Thánh sớm, tham dự thánh lễ mỗi ngày, tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật. Nếu được đo lòng yêu mến Chúa thì dừng lại ở đó. Thưa cộng đoàn, tôi đảm bảo một điều rằng ai trong chúng ta cũng làm được. Nhưng thường đo lòng yêu mến Chúa cần phải diễn tả bằng điều thứ hai, giới răn mà Chúa truyền, đó là yêu thương anh em như chính mình. Còn bạn thấy thảm họa virus corona, theo những nghiên cứu có lẽ đây là sự thật, là người ta nghiên cứu rằng chính Trung Quốc định tạo ra một quả bom sinh học bắn vào một đất nước nào đó bằng vũ khí sinh học, nhưng mà không may dùng từ gọi là bị sổ chuồng, cho nên virus corona lại đánh vào chính người.